Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Sang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều của ngày 24 tháng 10 năm 2020. Và các bác thấy không? Tôi luôn luôn thích cái khung cảnh như thế này. Nó rất là xanh tươi, nó rất là đẹp, nó rất là bình an, nó rất là bình yên. Chính vì vậy mà tôi luôn luôn có được một cái mong muốn đó, đất nước chúng ta được bình yên. Vì chỉ có bình yên, vì chỉ có bình an thì chúng ta mới có thể tập trung vào những cái công việc, những cái vấn đề mang tính gọi rằng là rất là nhẹ nhàng hơn, như là mang kinh tế hay là tất cả mọi thứ, thì chúng ta cũng tập trung tiêu cực nhiều hơn vào đấy. Tuy nhiên, để làm được điều đó nó không dễ, nó không dễ một chút nào. Tôi vừa nhận được cái thông tin rằng là có một cái thế lực nào đó hay có một cái gì đấy ở phía bên ngoài là đang thông qua những cái câu chuyện như là câu chuyện ở Thái Lan, câu chuyện như ở Hồng Kông, câu chuyện như ở một số các nước khác để mà khuyến khích người dân ta phải có một cái gì đấy rất khéo, rất khéo. Nghĩa là họ làm rất khéo việc này. Nhưng ấy, tôi sẽ làm một cái bài nó cụ thể hơn để các bác có thể thấy rằng là tại sao lúc này mới đang là tốt nhất, lúc này mới đang là tuyệt vời nhất, và chúng ta phải có một cái tư duy thật là tốt, tư duy thật là hiểu biết để mà thấy rõ được rằng là những con người như thế thì nó không đàng hoàng và nó không sự thật, và họ cũng chỉ là một cái đội gọi rằng là có một cái mưu cầu chính trị và đội cơ hội chính trị để từ đấy họ có được một cái lợi ích nào đó thôi. Đấy là cái câu chuyện nói qua với các bác. Còn trong cái bản tin ngày hôm nay ấy, thì tôi chia sẻ với các bác hai cái. Thứ nhất thì hầu như là các bác có thể thấy rằng là ông Joe Biden là cái ông mà không hiểu tại sao là nếu mà ông ấy được bầu vào Tổng thống Mỹ trong cái đợt tới thì tôi không biết là tôi sẽ mất bao nhiêu tiền. Thế nhưng ấy, bác nào cá với tôi được thì tôi cũng chơi đấy. Và mình vui thôi để mà có cái đồng tiền nào đấy cho một quỹ từ thiện nào đấy. Thì đấy là cái thứ mà tôi đang cùng với các bác, cùng với các bạn tôi là đang làm đó. Bởi vì tôi không tin rằng Joe Biden sẽ giành chiến thắng. Bởi vì người dân Mỹ là người dân nó rất là văn hóa, nó rất là văn minh và rất là hiểu biết. Ông Joe Biden thì giống như là một cái ông già, nó tương đối lẩm cẩm và thỉnh thoảng nói nhầm, nói nhịu giống như tôi này. Nhưng nghề ông là nghề nói, còn nghề của tôi thì không phải là nghề như vậy. Và đặc biệt hơn ấy, ông Joe Biden là cái ông mà nếu mà được gọi về đạo đức thì nó hơi giả quân tử, nó hơi ngụy quân tử. Các bác có thể nhìn thấy, mà đây là vấn đề truyền thống của cả gia đình chứ không phải là không. Các bác có thể nhìn thấy là có một bác comment á, là của tôi á, là ông Joe Biden này thì trước ông ấy còn có một cái ngoại tình hay là một cái tình cảm gì đấy với chính người bạn của mình, nghĩa là vợ của bạn mình. Việt Nam mình hay có câu là con thầy vợ bạn gái cơ quan, thì ít nhất là phải tránh cái điều đó ra. Thì đấy là ông Joe Biden. Thứ hai nữa là con của ông Joe Biden cũng vậy. Sau khi anh trai của mình mất thì anh chàng Hunter Biden, anh đấy có một cái mối quan hệ gì đấy đối với cả chính cái chị dâu quá của mình ở trong một cái thời gian nó rất là ngắn. Và cái điều này nó có ở trong cái hộp Pandora, đó là cái ổ cứng mà tôi đã chia sẻ với các bác. Ngoài ra thì cái vấn đề tham nhũng, cái vấn đề đặc biệt nhất mà người dân Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không bầu cho ông Joe Biden, đó chính là cái sự tham gia của Trung Quốc vào trong vấn đề này. Các bác có thể thấy người Trung Hoa và đặc biệt rằng là chính quyền Trung Quốc, họ có một cái nó rất là đặc tính, rất là gọi là mình hay gọi câu là thâm như tàu á. Thế thì tại sao lại thâm như tàu? Thì báo cáo với các bác như thế này. Khi mà ông Donald Trump ngày xưa ông ấy chuẩn bị tranh cử tổng thống, như là các bác nhớ lại những cái nhiệm kỳ, như là cái thời điểm này trước cách đây 4 năm, thì lúc đấy ông Donald Trump ông ấy làm gì? Lúc đấy ông Trung Quốc đang làm gì? Và Trung Quốc rất muốn đầu tư cho tập đoàn Trump của ông Donald Trump. Ngoài ra thì kể cả cô gái Ivanka của Trump cũng được Trung Quốc gợi ý rất là nhiều. Nhưng với cái sự thông minh và cái sự chính trực thì họ không nhận đầu tư của Trung Quốc. Chính vì vậy mà khi mà ông Donald Trump ông lên nắm quyền là ông thẳng tay làm cái việc đó. Bởi vì nếu mà nhận đầu tư hay là tham dự một cái dự án nào đó ở Trung Quốc thì rõ ràng là cái câu chuyện để mà nói thì nó rất không được khách quan cho lắm. Và ông Donald Trump này thì từ những năm 1980 thì ông cũng đã có một cái ông ấy cho rằng là Trung Quốc là một mối nguy hiểm
cho Hoa Kỳ rồi, chứ không phải là đơn giản như là làm một cái gì đó cả. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là với một cái thế giới mọi người đang ở trong cái chủ nghĩa dân tộc, Việt Nam cũng thế, Trung Quốc cũng thế, Hoa Kỳ cũng thế và các nước khác cũng thế, nhưng ở một góc độ nhìn khác nhau thôi, thì nếu mà ông Donald Trump lên thì ông lên làm tổng thống thì Việt Nam mình cũng sẽ được hưởng lợi trong cái đó, bởi vì kẻ thù của kẻ thù thì là bạn đương nhiên ạ. Và hy vọng rằng là ông Donald Trump sẽ thắng cử đợt này, ý nhất là tôi mong muốn như thế. Còn chuyện gì xảy ra thì mình cũng chưa biết được, nhưng mà có cái thứ như vậy thôi. Cái thứ hai nữa liên quan đến vấn đề sự thật thì tôi báo cáo với các bác rằng là bác nào đã theo dõi kênh Trang Trang TV của tôi thì ngày xưa ấy, khi anh Lê Vinh Danh, thầy giáo Lê Vinh Danh rồi là tiến sĩ Lê Vinh Danh ở trường Đại học Tôn Đức Thắng, cái câu chuyện rất là nóng trong ngày hôm nay hôm qua, thì các bác có thể thấy là tôi có một cái gì đấy tôi rất thận trọng khi nói về anh Lê Vinh Danh này. Khi nói về ông Lê Vinh Danh thì mọi người sẽ bị cái hào quang, cái sự choáng ngợp về Đại học Tôn Đức Thắng, về những cái thành tích trong một thời gian rất là ngắn, về cái cơ sở vật chất và tất cả mọi thứ của Tôn Đức Thắng như một cái trường quốc tế, thì cái việc đấy là mình không thể phủ nhận được. Thế tuy nhiên trong cái video clip đấy tôi cũng nói chia sẻ rằng là nếu có cái sự việc gì đấy thì phải công khai, phải minh bạch, phải rõ ràng ra, thì lúc đấy tôi không sai thì chẳng ai bắt là tôi sai được cả. Những cái câu chuyện mà ông Lê Vinh Danh có một cái điểm yếu và trường Đại học Tôn Đức Thắng có một cái điểm yếu rằng là họ không công khai minh bạch việc này, và một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa, mặc dù một nửa cái bánh mì thì vẫn là cái bánh mì thôi. Tôi khi nhận cái thông tin đấy ở trên báo chí về ông Lê Vinh Danh bị cách chức hiệu trưởng thì tôi tìm ra một, nghĩa là tôi tìm được một loạt các bài báo, các bài viết trên Facebook của những cái người mà bên tổ báo sạch, bao gồm có Hữu Danh rồi bên cò cả Bạch Hoàn rồi đó kia, thì các bác có thể thấy rằng là họ đánh vào cái cảm tính của người dân rất là nhiều, và cái câu chuyện rằng là họ tránh né những cái sự thật hiển nhiên, tránh né những cái sai phạm hiển nhiên của ông Lê Vinh Danh, và từ đó để họ mang một cái tình cảm dồn vào. Đây là tình cảm, và tình cảm còn vấn đề đúng sai hay không ấy, cái sự thật thì nó lại không phụ thuộc vào tình cảm. Chính vì vậy mà khi mà trong cái buổi họp kiểm điểm trao quyết định, nghĩa là công bố cái quyết định cách chức ông Lê Vinh Danh, thì các bác có thể thấy được rằng là trường Đại học Tôn Đức Thắng có rất là nhiều sai phạm. Chưa cụ thể vì cái quan được cơ quan điều tra chưa vào, nhưng ít nhất chỉ tính riêng trong cái lương tháng 8 thì các bác có thể thấy được là có một cái sự chênh lệch cực lớn giữa của người lãnh đạo và thậm chí trong giữa người lãnh đạo với nhau với một mặt bằng chân chung. Tất nhiên là lương của trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trường rất là cao, và mọi người và kể cả những chuyên viên bình thường hay hành chính nhân thường thì họ đều được nhận ở trên 20 triệu cả. Nhưng mà ông Lê Vinh Danh mà ông ấy nhận được đến tận 556,1 triệu trong một tháng, thì tôi phải nói rằng là ít nhất mình chưa nói đến con số, nhưng ông Lê Vinh Danh có một cái điều gì đấy thì ông ấy nên giải trình cái con số này, giải trình cái con số này với Tổng Liên đoàn Lao động, với nhân dân, với đất nước. Giải trình con số thứ hai là con số hơn 200 triệu cho trợ lý của ông đó, trợ lý của ông Lê Vinh Danh, để mà thấy rằng là cũng con số lương của mình thế này, tại sao nó lại chênh lệch nhiều thế, nó lại khó nhiều thế, quy tắc nào để làm cái lương như vậy. Và đặc biệt nhất ấy, là cái lương này nó sẽ lấy từ trường Đại học Tôn Đức Thắng, mà trường Đại học Tôn Đức Thắng thì các bác rồi, Tổng Liên đoàn đang là sở hữu đường này. Chính vì vậy chưa cần bàn đến câu chuyện rằng là Tổng Liên đoàn Lao động có bắt trường Tôn Đức Thắng phải nộp lại 30% hay không. Gọi rằng là Tổng Liên đoàn hoàn toàn có thể yêu cầu rằng là phải giải trình cái việc này, nhưng hầu như là ông Lê Vinh Danh không giải trình, bởi vì rằng là có một cái ở bên dưới, khi kiểm toán nhà nước vào thì ông Lê Vinh Danh cũng từ chối, khi bên các thứ vào để mà kiểm tra cái tài liệu của bên, nghĩa là chả kiểm tra những cái hoạt động của trường, thì ông Lê Vinh Danh cũng từ chối các đoàn kiểm tra nó như thế. Nếu mà mình không minh bạch thì mình có gì đâu mà mình sợ. Nếu mà mình không minh bạch thì mình còn phải gọi là mình minh bạch thì phải nói mình mời mọi người vào luôn. Như tôi, nếu mà tôi bị một đơn tố cáo hay một cái gì đấy thì tôi sẵn sàng rằng là anh chị hãy đưa chứng cứ ra, anh chị hãy tìm hiểu tôi, tìm hiểu kênh này, tìm hiểu chứng cứ, tìm hiểu những cái vấn đề, và bây giờ những cái tố cáo của anh chị có thấy rằng mình sai chưa, nghĩa là mình phải chủ động cả trong cái việc đó nữa. Thế thì cái câu chuyện rằng là tại sao trường Đại học Tôn Đức Thắng không chủ động trong vấn đề việc này, và các bác đã thấy rằng có một bài phỏng vấn ấy về ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Tổng Liên đoàn Lao động ấy, thì các bác thấy được rằng là trường Đại học Tôn Đức Thắng là cái trường mà vòng vòng vèo vèo, nhưng
sinh ra bởi vì là có rất nhiều cơ sở vật chất của có cái sự đầu tư của chính bản thân ông Đặng Ngọc Tùng, chính bản thân của Tổng Liên đoàn Lao động vào đó nữa, chứ không chỉ là một mình của ông Lê Vinh Danh. Nhưng nếu mà bây giờ trong cái thời điểm hiện tại, ông Lê Vinh Danh bằng những cái gọi rằng là thành tích của trường mà ông nghĩ rằng là công lao của ông đấy, mà nhận một cái mức lương nó cực kỳ kinh khủng và vượt qua những cái điều kiện, những cái gọi rằng là quy định liên quan đến pháp luật, liên quan đến đấu thầu để mà có một cái gì đấy thu lợi, thì tôi nghĩ rằng là không được. Bởi vì dù sao đây cũng là một cái tài sản công, chứ không phải rằng là một cái tài sản của một cá nhân nào đó để mà mình hoàn toàn có thể làm được việc này. Các bác có thể thấy câu chuyện của ông Lê Vinh Danh nó có một cái gì đấy nó cũng hơi cay đắng và đau xót, bởi vì ông Lê Vinh Danh cũng là một người rất là tài giỏi. Chính vì vậy những câu chuyện mà ông Lê Vinh Danh ấy, là nó rất là cay đắng, tôi nghĩ thế. Nếu mà mình thực sự tài giỏi, mình đã có một chữ T là chữ tài rồi, mình đã có một cái sự đam mê, cái tầm rồi, nghĩa là mình cán bộ, nhân viên, tất cả mọi thứ theo mình rồi. Thế nhưng mình phải có một cái tâm nữa, cái tâm nó chí công vô tư, nó liêm chính, thì đương nhiên là mình chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng nếu mà nó không liêm chính, nó không chí công vô tư, thì nhân dân rồi tất cả mọi người chỉ biết được một cái khía cạnh tốt thôi, còn những khía cạnh xấu thì họ sẽ không biết được. Cái câu chuyện nó là thế. Thì tôi hy vọng rằng là những con người như ông Lê Vinh Danh, về tài, về tầm thì cố gắng thật càng nhiều, nhưng mình thêm cả một cái tâm nữa để cho đất nước phát triển, đất nước thăng hoa. Tôi rất cảm ơn các bác đã theo dõi và hẹn gặp lại các bác ở trong những video clip tiếp theo.